Kính chào quý bà con nông dân và các bạn. Hôm nay mình quay tiếp tục về hệ thống tưới mà chạy bằng máy nổ. Thì như bà con mình nhìn thấy là đây là cái máy nổ dòng T85. Thì dòng này là cái máy này cũng đã qua sử dụng rồi mà anh chủ lấy từ nghĩa địa về. Hiện tại bây giờ tổng vườn này đang chạy là 320 mét. Đây sử dụng là dòng MK88 anh mình ha. Sử dụng ống LDB25, ga ống 7 ly. Cây cặm hiện tại là sử dụng cây cặm thủy tinh 60 xăng. Một gốc gì nè, hiện tại bà con mình nhìn thấy là đang chạy 4 bát nha. Tổng hết vườn này là đang có 80 gốc. Chạy 4 bát. Đây nè, 1, 2, 3, 4 bát. Mỗi một gốc vậy là 4 bát đều hết. Đường ống cái mình đang đi hiện tại là ống 114. Đây bà con nhìn nè, ống 114 là chỉ chủ yếu là để kéo áp thôi, chứ thực ra là đi nhiều thì nó lại vừa phí mà lại không cần thiết phải đi nhiều nữa. Ống 90 đây, ống 90 này nè, hiện tại là nó đã đủ cái lượng nước chứa để cung cho 320 cái bát này rồi. Thì chủ yếu là em làm thiết kế ống 114 là để dự trù cho cái bơm này nè. Cái bơm này hiện tại là bơm chế khách đặt từ ở bên ngoài, mình gắn để mình dự trù cho cái bơm chế này. Bơm màu xanh này nè, cục màu xanh này nè. Tại vì em thấy cái cục màu xanh này nó cũng không có được chất lượng mấy á, nên em thiết kế đường ống chủ yếu là để ngừa. Rồi cái cây hút hiện tại á, là em đang làm là cây hút 114, chỉ một lúp bê thôi nha, chứ em không có làm hai lúp bê nha. Ở trên đây là cái van này, là như mỗi khi van này là bơm nước vào bồn, ở dưới là van mồi nước. Thì cái bộ trung tâm thì của máy dầu này nó đơn giản, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Chủ yếu là mình chùm cái lớp bê gì nè cho kỹ để đừng có bị gác rồi này kia nó lọt vào. Tại vì do cái dòng bát của tụi em là dòng bát lưu lượng thấp nên nó sẽ bị nghẹt, mình phải kỹ mới được. Thì cái nào khó thì mình có cái để mình khắc phục thôi. Đây là mình mới có tưới có chút đỉnh mà ướt đều hết ha. Thì cái bơm này nó cũng không có gọi là mạnh mấy nên tưới nhìn được thôi, không có vừa ý mấy. Mà anh khách cũng rất là vui nha, tại vì vì là tưới tầm khoảng có 15 phút là xong nha, chứ không cần thiết là phải tưới lâu nha. Thật ra là cái này nó rớt xuống nhiều thấm nhiều, rất là thích hợp cho cái việc mà mình giải phân. Giải phân thì nước gì này nó rớt xuống nó sẽ thấm xuống từ từ, còn rồi nước lượng nước lớn á, nước rớt xuống nó sẽ làm cho trôi phân mình đi, nó không có thấm xuống từ từ giống như cái dòng này. Rồi ở đây là mình cắt, hiện tại là tổng vườn dài là khoảng 175 mét, mình cắt 3 đường, cắt ống ngang là ống 60 nha, dây 25 là chạy xuôi theo bờ như nè, nữa dây 25 là anh khách anh sẽ âm hết toàn bộ. Đây là cái bồn phân rồi để sẵn cho nè, cái bộ trung tâm đây nè. Rồi đây là mình đã hoàn thiện toàn bộ vườn này chỉ trong vòng một ngày với 4 người. Cách lắp đặt rất là nhanh. Đây bà con mà nhìn lại ha, bờ rồi này kia rồi anh khách rất là kỹ luôn, bờ rất là đẹp, xẻ đều hết trơn, tất cả các học đều xẻ hết luôn rồi nè, chia học sẵn hết, vuông dứt hết toàn bộ. À, gì đó. Và cảm ơn quý bà con mình đã xem video ha. Em kết thúc video tại đây. Có bà con mình có thắc mắc gì đó thì liên hệ cho em sẽ tư vấn cho.